Trên lĩnh vực nông nghiệp, theo quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 sẽ tưới cấp nước cho 3,2 triệu hecta lúa, khoảng 10,5 triệu con gia súc, gia cầm và 70-90% diện tích cây trồng cạn, cây ăn quả, cây công nghiệp. Cấp đủ nước cho sinh hoạt nông thôn, đô thị, công nghiệp và nhu cầu khác. Quy hoạch hướng đến nhiều mục tiêu lớn trong việc tưới, cấp nước cho nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế, nâng cao năng lực chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển của các quốc gia thượng nguồn. Quy hoạch được đánh giá là đồng bộ với quy hoạch quốc gia và các quy hoạch chuyên ngành. Các tỉnh thành sẽ căn cứ vào quy hoạch này để đưa ra các quy hoạch phát triển kinh tế chi tiết cho từng địa phương. Mục tiêu quan trọng khác được đề cập trong quy hoạch là bảo vệ chất lượng nước cho công trình thủy lợi và chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước, nâng cấp 8 hồ chứa lớn, tổng dung tích tăng thêm 360 triệu mét khối. Quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực phòng chống lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai khác.